Chương 10. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này. Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và anh Rê là em người, Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, và Răng là em Gia-cơ, Philip cùng Ba-tê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thiơ là người thâu thuế, Gia-cơ, con của A-phê, cùng Tha-đê, Simon là người Ca-na-an, cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giêsu. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả. Song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính trơn các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra: anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết. Con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bên-xê-bun, phương chi là người nhà. Vậy, các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đứng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi, vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.